Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Diệu Hệ vừa sáng tạo thành công món giò thủ chay thập cẩm rất là ngon, nên chia sẻ ngay đến cô chú anh chị em và các bạn. Món giò thủ chay thập cẩm kết hợp vài ba nguyên liệu nấm thảo mộc, thêm một ít rau câu giòn sần sật, một ít rau câu dẻo mềm ngon, một ít tiêu hạt cay nồng. Đặc biệt, món giò thủ chay thập cẩm hôm nay Diệu Huệ gói bằng lá chuối đem đi hấp ăn rất tốt cho sức khỏe. Rồi, mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp để thực hiện món giò thủ chay thập cẩm này với Diệu Huệ nha. Ở đây Diệu Huệ có 200 g nấm bào ngư xám. Nấm bào ngư xám này mình rửa sạch ngâm nước muối 10 phút. Rồi, Diệu Huệ đã rửa sạch ngâm nước muối và vắt ráo rồi, giờ mình cắt nấm ra ha. Các bạn thích ăn cái độ giòn nhiều thì mình bỏ cái phần mềm này đi, còn các bạn thích ăn cho nó béo thì mình sử dụng hết luôn. Cắt xem ra thôi ha, không cần phải cắt đẹp đâu. Rồi mình cho nấm ra cái dĩa. Rồi ở đây Diệu Huệ có 10 tay nấm đông cô ha. Mình cũng cắt nấm đông cô ra. Các bạn ngâm nở, rửa sạch vắt ráo rồi mình trụng qua nước sôi để cho giảm cái vị hắc ha. Mình cũng cho cái nấm đông cô ra cái dĩa. Tiếp đến là Diệu Huệ có 3 tay nấm mèo nhỏ nhỏ như thế này ha. Mình cũng cắt nấm mèo ra, cắt sợi ra như thế này ha. Rồi mình cũng cho nấm mèo ra dĩa. Tiếp đến là mình cắt hành ba rô ha. Bạn nào không có hành ba rô thì mình sử dụng bằng cái hành tím này cũng được. Mình đập cái hành ra cho anh thơm ha. Rồi Diệu Huệ sơ chế xong hết nguyên liệu rồi, giờ mình bắt cái chảo lên cho nóng. Mình cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho hành vô, mình phi thơm. Hành thơm rồi đầu tiên là mình cho cái nấm đông cô vô trước để mình xào thử cho nấm hết vị hắc. Mình xào nấm đông cô trong lửa lớn 1 phút. Tiếp đến mình cho nấm bào ngư vô. Mình xào thử nấm bào ngư trong vòng 2-3 phút để nấm hết vị hắc, dậy mùi thơm. Rồi Diệu Huệ xào nấm bào ngư được 2 phút dậy mùi thơm rồi á, mình tiếp tục cho nấm mèo vô mình xào. Mình xào nấm mèo 1 phút để nấm mèo chín tái. Rồi mình tiến hành nêm gia vị, mình nêm vô một xíu muối khoảng 5 gram thôi ha. Nửa muỗng cà phê bột nêm chay, một muỗng cà phê nước mắm chay, một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào chay, tiêu nguyên hạt ha. Các bạn nêm theo khẩu vị gia đình ha. Một chút tiêu xay. Rồi mình xào trộn cho thấm gia vị ha. Mình xào trộn cái nấm này mà khô quá thì mình cho vô một xíu nước, nó phải có cái độ hơi ẩm ha cô chú anh chị em và các bạn. Ướt mình trộn qua trộn lại thấy có cái độ ẩm ẩm ở dưới cái đít chảo như thế này là được ha.
Rồi mình tắt bếp và mình bắt cái nấm này xuống, mình để cho nguội ha. Rồi nãy giờ Diệu Huệ để cái nấm cũng đã nguội rồi. Ở đây Diệu Huệ có cái rau câu dẻo nè. Rồi thêm rau câu giòn. Mỗi thứ mình sử dụng 5 gram thôi ha. Rau câu dẻo 5 gram và rau câu giòn 5 gram ha. Hai thứ là 10 gram. Một muỗng canh bột bắp tương đương khoảng 20 gram ha. Rồi mình trộn cho đều. Cho thấm hết hai loại bột rau câu và bột bắp vào nguyên liệu nấm. Rồi Diệu Huệ trộn một vài phút thì nguyên liệu nấm và bột đã hòa quyện lại với nhau như thế này rồi á, thì mình gói ha. Diệu Huệ gói bằng lá chuối nè, để một lớp ngựa và một lớp ướp. Có một đòn á, thì mình hơ nóng qua bếp hoặc là mình đun nước sôi cho lá chuối mềm lại như thế này rồi mình gói ha. Và chỉ có một đòn á, thì các bạn hơ qua lửa hoặc mình trụng qua nước sôi là mình gói chứ không cần phải phơi lá. Rồi mình cho nguyên liệu nấm vô. Cái công thức mới này á, mình làm bỏ trong ngăn mát tủ lạnh ăn được 5 ngày ha cô chú anh chị em và các bạn. Còn công thức cũ á, ăn vài ngày thôi chứ để lâu quá thì nó sẽ hư ha. Rồi mình cuộn lá lại như là Diệu Huệ chia sẻ mà gói chả lụa chay mấy bữa đó. Rồi mình cho cái cọng dây chuối vô chính giữa này, mình cột định hình lại một nụt hay hai nụt cũng được, rất là dễ thôi. Cắt cái dây chuối đi. Rồi mình trở lại mình tém cái nấm ở trên này vô cho gọn. Tém nấm vô ha. Rồi cái đầu lá này nếu như mà dày quá thì mình gọt bớt đi ha. Còn mà mỏng á, thì mình gấp được á, thì mình gấp thôi. Đó, mình gấp như thế này. Trở ngược đầu lại. Mình cũng tém cái nấm này vô cũng như là gói giò chả bánh tét vậy thôi. Mà cách gói của Diệu Huệ thì rất là dễ, đơn giản để cho các bạn mới làm lần đầu á làm được ha. Cái lá chuối này nó dày quá thì mình gọt bớt đi ha. Còn nó mỏng mình xếp được á thì mình cứ xếp thôi. Như thế này là được rồi. Rồi mình cho cái cọng dây chuối vô chính giữa. Mình cột định hình cái đòn giò lại. Rồi mình quay trở lại, mình cột ngang ha. Rồi mình cho cọng dây chuối vô. Mình quấn một nụt hay hai nụt cũng được ha. Diệu Huệ có chia sẻ các cái video mà gói chả lụa chay đơn giản trên kênh á. Bạn nào chưa xem, quan tâm đến công thức thì đi vào phần giới thiệu video Diệu Huệ, để trong phần giới thiệu các bạn click vào xem ha. Mình cột cái nụt dây chuối về một bên như thế này cho đòn giò đẹp ha. Và mình gói xem như là gói bánh tét vậy thôi ha các bạn. Rất là dễ. Bạn nào mới gói lần đầu tiên cũng sẽ gói được. Gói ít thì không cần phải cầu kỳ ha. Để mình có cái dây mình treo á. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã gói xong một cái đòn giò chay rồi nè. Mình cho cái đòn giò chay vô nồi mình hấp 30 phút ha. Các bạn làm số lượng nhiều thì mình hấp vô sửng. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi nãy giờ Diệu Huệ hấp được 30 phút rồi. Mình hấp thấy cái giò phồng phồng lên như thế này là chín ha. Nấm thì đã chín rồi, chủ yếu mình hấp
cho cái bột chín để nó kết dính thôi ha. Rồi giờ mình tắt bếp và mình lấy cái giò chay ra ha. Rồi mình để cái giò chay cho nguội rồi mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Rồi cái giò thủ chay Diệu Huệ đã để được qua đêm rồi nè. Diệu Huệ cắt ra, cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ làm món giò thủ chay này, hay còn gọi là thịt nguội chay này ngon á, thì tặng cho Diệu Huệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa ha. Sau khi xem thì like, share, chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay. Wow, quá xá, hấp dẫn luôn nè, ngon quá của chú anh chị em và các bạn. Có độ mềm dẻo ha. Diệu Huệ cắt ra nè. Món này mình ăn các bữa ăn gia đình hoặc trong các dịp lễ Tết rất là ngon luôn ha. Và các bạn lưu ý là làm cả hai loại rau câu ha. Rau câu dẻo và rau câu giòn. Nếu như mà các bạn làm mình rau câu giòn á thì chỉ có độ giòn thôi và khi mình cắt sẽ bị bể ha. Còn nếu như á mà mình làm một mình rau câu dẻo á thì khi mình ăn á thì dẻo dai nhưng mà sẽ không có độ giòn ha. Thành thử ra là kết hợp cả hai loại rau câu giúp Diệu Huệ ha. Thì món ăn mới thành công ha. Quá xá hấp dẫn luôn nè ha. Và bạn nào ở quê mà không có cái bộ lon inox như Diệu Huệ vậy nè thì yên tâm mình gói bằng lá chuối ha. Rồi Diệu Huệ xếp ra dĩa, một dĩa giò chay nè. Rồi Diệu Huệ sắp xong một dĩa giò thủ chay rồi. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món giò thủ chay thập cẩm đã xong. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món chay ngon thì like, share, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Thấy kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog có hữu ích thì tặng cho Diệu Huệ một bó rau bằng hình trái tim bên góc phải dưới video. Tiếp thêm động lực để Diệu Huệ tiếp tục sáng tạo nhiều món chay ngon chia sẻ lên kênh, lan tỏa đến mọi người. Cuối cùng thì Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món giò thủ chay thập cẩm này ngon hơn Diệu Huệ luôn. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món chay ngon.